kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người có siêu bùa linh nhất Việt Nam sắp đi hầu tòa bằng Rolls-Royce hay G63. Đại gia Lê Thanh Thản không chỉ nổi tiếng là ông chủ doanh nghiệp quyền lực, mà ông ta còn nổi tiếng về thú chơi siêu xe. Có lẽ ông ta đã có tuổi nhưng không chơi siêu xe, nhưng những đại gia trẻ. Tuy nhiên, người ta nói thú chơi siêu xe sang của ông chủ tập đoàn Mường Thanh không thua gì ông Trịnh Văn Quyết, đặc biệt là với loại xe khẳng định đẳng cấp hàng đầu như Rolls-Royce. Cho đến nay, chưa có đại gia nào chơi một lúc hai món đồ rất tương phản, đấy là điếu thuốc Lào là một loại dụng cụ hút thuốc dân dã của người lao động miền Bắc, và xe Rolls-Royce một biểu tượng của sự xa hoa bậc nhất trong làng ô tô thế giới. Thường người ta thấy đại gia đi Rolls-Royce thì hút xì gà Cuba, nhưng ông Lê Thanh Thản thì đi Rolls-Royce và rít điếu cày, một hình ảnh rất lạ và cũng rất riêng của vị đại gia này. Siêu bùa của đại gia Lê Thanh Thản. Đến nay, ông Thản đã dùng qua nhiều chiếc xe thuộc thương hiệu xe sang của Anh Quốc. Vào năm 2014, ông tậu chiếc Rolls-Royce. Đầu tiên, vào năm 2019, ông Thản đã tậu thêm một chiếc siêu xe siêu sang Rolls-Royce tiếp theo. Ngoài hai chiếc này, ông chủ Mường Thanh cũng sở hữu hai chiếc Rolls-Royce khác. Đấy là những chiếc xe đặc biệt. Và ngoài Rolls-Royce, ông còn sở hữu cả xe Mercedes AMG G63. Có người nói đùa rằng ông Lê Thanh Thản là người không những sở hữu những siêu xe mà ông còn có siêu bùa. Lá bùa này là lá bùa có quyền lực thực sự, chứ không phải những lá bùa chỉ sở hữu được quyền lực ảo của những người mê tín dị đoan. Đấy chính là bốn câu thơ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã viết cho Mường Thanh khi ông Trọng đến Nghệ An công tác. Nội dung bốn câu thơ đấy như sau: lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh. Cố lên các chị các anh, quê hương vẫy gọi sử xanh lưu thủy truyền. Đại gia điếu cày và chiếc Mercedes G63 của ông ta. Ông Lê Thanh Thản là người được hưởng rất nhiều đặc ân. Được biết vào tháng 7 năm 2019, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, công an thành phố không dám bắt ông Lê Thanh Thản. Chưa hết, đến tháng 4 năm 2023, ông Lê Thanh Thản tiếp tục bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, nhưng cũng không dám bắt. Dự kiến vào ngày 10 tháng 8 tới đây, ông Lê Thanh Thản sẽ ra tòa. Điều đang nói là ông Thản bị hai cơ quan khởi tố, đấy là cơ quan thành phố Hà Nội khởi tố vào năm 2019. Và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố này khởi tố vào tháng 4 vừa qua. Nhưng chẳng cơ quan nào dám bắt ông Thản. Đấy là dấu hiệu cả bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội đang sợ siêu bùa. Tấm siêu bùa này là đặc ân của ông Nguyễn Phú Trọng tặng cho Lê Thanh Thản. Chưa có đại gia thứ hai nào có được đặc ân tương tự. Rất nhiều người chủ doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ cần tìm cách chụp chung hình với ông Tổng Bí Thư một tấm thì đã dùng nó làm bùa thiêng để mà tìm kiếm quan hệ làm ăn rồi. Đằng này, ông Thản đã có nguyên cả lá bùa viết tay do ông Trọng trao tặng. Đố ai dám tuyên án tù giam với đại gia có siêu bùa? Cùng bị truy tố chung với ông Thản có 6 người khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự vào năm 1999, bao gồm ông Nguyễn Duy Uyển là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Nam. Tất cả 6 người trên đều bị bắt giam. Chỉ có ông Lê Thanh Thản thì vẫn thanh thản sống trong biệt thự phủ, vẫn đi siêu xe hàng ngày. Có lẽ nên đặt câu hỏi rằng ông Lê Thanh Thản sẽ đến tòa bằng chiếc Rolls-Royce hay bằng chiếc Mercedes G63. Còn việc ông Thản bị án bao nhiêu năm tù thì miễn bàn, bởi cả bộ máy chính quyền của Hà Nội không dám bắt vị đại gia này thì làm gì dám kết án tù giam cho ông ta. Cùng lắm là năn nỉ ông chấp nhận án treo để bộ máy chính quyền Hà Nội khỏi mối mặt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Người có siêu bùa linh nhất Việt Nam sắp đi hầu tòa bằng Rolls-Royce hay G63.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã ngã giá được 17 án, chỉ còn một án chạm. Viện Kiểm sát đang dí cho Đỗ Xuân Tuyên bùng giả. Vụ xử sơ thẩm chuyến bay giải cứu dự tính kéo dài 30 ngày, tuy nhiên chỉ mới được nửa thời gian thì những cái giá đã được ngã xong. Với 18 án ở khung hình phạt của án tử hình, nhưng chỉ có duy nhất một án bị đề nghị tử hình, đó là trường hợp của Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Như vậy thì bên cơ quan tố tụng nói thách 18 án ở mức cao nhưng có vẻ đã ngã giá xong 17 án, còn một án vẫn đang cò kè bớt một thêm hai. Dự tính kết thúc phiên sơ thẩm sẽ không có án tử hình nào, đấy là trò chơi mà thôi, mà cụ thể hơn là một cái chợ đen để mua bán công lý. Ban đầu ra giá 18 án tử ở khung hình phạt của án tử hình. Tuy nhiên, trường hợp của Phạm Trung Kiên thì bộc lộ ra một điểm yếu rất lớn mà ai cũng nhận ra. Đó là Phạm Trung Kiên ôm hết tội của Đỗ Xuân Tuyên và đang chờ những trao đổi, thỏa thuận đằng sau hậu trường để mà gỡ. Hành động bao che cho Đỗ Xuân Tuyên của Bộ Công an là không thể che đậy vì nó quá rõ ràng, không thể chối cãi. Bất chấp mọi phản ánh của xã hội, sự thật lộ lộ ra như thế cũng không làm cho Bộ Công an thay đổi quyết định. Bởi khi nắm quyền sinh quyền sát trong tay thì ai dám chỉ trích Tô Lâm đây? Nếu dám ăn gan hùm bảo Tô Lâm bao che cho đồng hương thì sẽ bị tống cổ vào ngục ngay lập tức. Lại có thông tin là Bộ Công an ăn một mình, không chia chác nên giờ đây Viện Kiểm sát đang tấn công của Phạm Trung Kiên. Họ công kích Phạm Trung Kiên là để cho Đỗ Xuân Tuyên phải bung ra. Ở đây không phải là bung bét tội trạng của ông Tuyên, mà là buộc ông Tuyên phải bung tiền cho nhóm đã tấn công của Phạm Trung Kiên quá rát để được bung tha, để được lấp liếm sự thật. Cho đến bây giờ, dù chỉ cho bị chỉ mặt, nhưng thành trì bảo vệ Đỗ Xuân Tuyên vẫn đang rất kiên cố. Chế độ này đã chơi cháo đến mức không còn gì đếm xỉa đến dư luận nữa. Việc nhà nước xử vụ án này tước lấy tiền của kẻ hút máu để mà xung vào công quỹ mà không quan tâm đến việc đền bù cho người bị hại là bằng chứng rõ ràng nhất về chế độ đã gạt dân sang bên lề. Phiên tòa này được xem là mâm cỗ cho những kẻ chiếu trên, cướp lại những gì kẻ chiếu dưới vừa cướp được của dân. Người dân thì cứ gào lên, tiền của dân thì nhà nước cứ lấy, làm gì được đảng đây? Sau 14 ngày đã ngã giá được 17 án, còn một án đang cò kè bớt một thêm hai. Phiên tòa không còn gì để xem, công lý đã bị bán buôn và những kẻ khát máu chỉ chịu những mức án không tương xứng với tội trạng của họ. Ở những mức án có thời hạn thì bị cáo còn nhiều dịp để mà chạy, đặc biệt là còn chuyện phiên phúc thẩm của cơ quan tố tụng kiếm thêm được ít nữa. Ngoài ra, sau phiên phúc thẩm, đến giai đoạn thi hành án thì vẫn còn cơ hội chạy giảm án, chạy ân xá. Bên trại giam cũng là một thị trường chạy giảm án. Những tù nhân có tiền sẽ là đối tượng để cai ngục đem ra ngã giá. Ai bung tiền ra thì sẽ được lên danh sách cho chủ tịch nước ký ân xá. Ai không chịu bung thì không những bị y án mà còn bị nhốt chung với thành phần nghiện ngập, bất hảo. Chạy án có nhiều loại, chạy để cơ quan điều tra làm sai lệch hồ sơ, chạy cho công tố viên nương tay, chạy cho hội đồng xét xử áp hình phạt nhẹ nhất và còn chạy để các bên thông cung nhằm chạy tội. Việc chạy để các bên thông cung cần phải bung thật nhiều tiền với bên cơ quan điều tra. Nếu tự tin thông cung tốt thì không cần phải chạy bên Viện Kiểm sát và bên tòa án. Tuy nhiên, chạy để được thông cung mà không chạy ở các bộ phận khác thì có rủi ro khá lớn. Vì khi phía bên Viện Kiểm sát không được sơ mối gì thì họ cũng ở mức lắm, họ phải công kích cho lòi tội nhằm ép bên chạy án phải bung tiền cho họ. Chỉ như thế thì án sẽ nhẹ và các bên cùng có lợi. Ở những lời bào chữa ngây ngô, cốt để kéo dài thời gian, quan trọng là hóng kết quả chạy án ở hậu trường.
ở Mỹ vẫn có những vụ án mà luật sư cãi cho bị cáo từ mức án cao giảm thành mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên, đấy là những luật sư giỏi, họ nghiên cứu kỹ hồ sơ, họ nghiên cứu cả các án lệ để mang lại mức án thấp nhất cho thân chủ. Tuy nhiên, ở các vụ chuyến bay giải cứu, người ta chẳng thấy luật sư giỏi đâu cả, mà chỉ thấy toàn luật sư ăn nói ngây ngô, làm trò cười cho thiên hạ. Sân chơi này không phải là chỗ để luật sư giỏi có đất diễn, mà nó là đất diễn cho các luật sư chạy án. Chỉ có thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đã ngã giá được 17 án, chỉ còn một án chạm Viện Kiểm sát đang dí cho Đỗ Xuân Tuyên bùng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de